Xin chào anh chị. Thì hôm nay mình cùng với anh chị rà soát lại thị trường, đánh giá thị trường phiên giao dịch ngày 18 tháng 8 và nhận định thị trường ngày 19 tháng 8, đánh giá các cổ phiếu mạnh nhất hiện nay và cùng rà soát danh mục các cổ phiếu các anh chị. Và chúng ta tìm kiếm các cổ phiếu mà kiệt khối lượng hiện nay, bởi vì mình cũng chia sẻ là trong giai đoạn thị trường hiện nay là có những cái hoạt động rũ bỏ thì có thể nó sẽ đi sideways một thời gian. Do vậy là cái chiến lược mà chúng ta đánh cái cổ phiếu kiệt khối lượng là một chiến lược rất là hay. Do vậy là chúng ta sẽ nghiên cứu các cái cổ phiếu kiệt khối lượng. Đấy, thì trước khi đi vào phân tích thì mình sẽ cùng rà soát các cái chỉ số index ngày hôm nay ra sao. Thì đối với VNIndex thì các anh chị thấy là hôm nay là một phiên có sự rung lắc. Nó mở biên đâu chỉ có 15 điểm thôi thì cũng rất là thấp. Và kết thúc phiên thì nó giảm có 0,2%, khối lượng thấp. Đấy. Và hôm nay thì nó lấp được cái gap của cái ngày giữa ngày 13 và ngày 16 này anh chị này. Ngày 16 các bạn, thì hôm nay nó kỹ thuật nó lấp cái gap đấy. Là cái nhất, cái thứ hai nó cũng chạm được đến MA10, sau đó nó kéo lên với khối lượng thấp. Đấy, thì như vậy thì ở đây thì chúng ta thấy điều gì? Thứ nhất là thị trường vẫn trong một cái uptrend anh chị nhé, vẫn là trong một cái xu hướng uptrend. Hợp lý, không có gì phải suy nghĩ nhiều. Bởi vì chúng ta sẽ cùng phân tích lại các cái dòng cổ phiếu mạnh hiện nay, hoạt động của các cái cổ phiếu trong các cái dòng cổ phiếu mạnh hiện nay thì chúng ta sẽ xác nhận lại cái việc này sau đó. Tuy nhiên đây đơn thuần để nhìn về mặt VN Index thôi, chúng ta sẽ không đi phán đoán nhiều. Thì với cái phiên ngày hôm nay là đóng ở 1360 này, 94, nó cao hơn cái phiên 1353 của cái ngày điều chỉnh gần nhất này là 12. Như vậy thì nó vẫn là một xu hướng lên, vẫn trên MA10, trên MA20 và khối lượng kiệt như thế này, bán ra khối lượng kiệt như thế này thì không vấn đề gì. Nó vẫn trong một cái uptrend hợp lý các anh chị nhé. VN30 cũng vậy nhé, VN30 thì hôm nay cũng bán ra có chút xíu thôi, 0,3% mà khối lượng cũng thấp, vẫn là một cái xu thế lên, cũng nhúng xuống dưới MA10 và kéo lên. Đấy. HNX Index thì là màu xanh, thanh ba màu xanh, tăng 0,5% và khối lượng cũng thấp. Up Index thì là tăng 0,3% và lượng thấp. Như vậy thì nhìn đây chúng ta thấy rằng là thị trường cũng không có như gì nhiều thứ phải đáng bàn anh chị nhé. Nó vẫn là trong một cái xu hướng, nó vẫn là trong một cái xu hướng uptrend. Có thể là với những cái phiên nó rũ bỏ như thế này thì có thể nó sẽ sideways mất một thời gian ngắn. Tuy nhiên là về cơ bản thì nó cũng sẽ đi theo cái hình thái là sideways hoặc là xu hướng lên thôi, thì nó cũng an toàn cho chúng ta. Thì cái công việc của chúng ta chủ yếu là tập trung vào lựa chọn các cái cổ phiếu. Và giống như mình chia sẻ với các anh chị ấy, khi mà thị trường đi lên này này, nếu mà dòng trụ nó xuất hiện rất nhanh và dòng tiền vào rất nhanh, ví dụ như chứng khoán là chúng ta thấy rồi, ngân hàng thấy rồi. Đấy. Dầu khí thì cần tích lũy thêm và thép sẽ cần tích lũy thêm. Tuy nhiên là nếu mà nó chạy ngay được thì nó sẽ thốc rất nhanh, còn nếu không có nó sẽ phải tích lũy. Các chị anh chị giống như cái đoạn này này. Đấy. Nếu trong những cái giai đoạn như thế này này, là giai đoạn như thế này này, là những cái giai đoạn mà thị trường có những hoạt động kéo lên, nhưng xong là có những hoạt động rũ, thì về cơ bản đây nó vẫn là một sideways hướng lên. Thì như vậy chúng ta đánh các cổ phiếu kiệt vôn, đánh các cổ phiếu kiệt vôn, xong đấy nắm giữ hoặc là có thể bán ra những cái phiên bùng nổ, thì đó là một chiến lược mình nghĩ cũng hợp lý. Từ trước nay thì mình không đi theo cái thông thường mình không hay bán ở cái phiên bùng nổ. Tuy nhiên là chúng ta gom từ những cái phiên kiệt vôn thì nó sẽ có cái an toàn để các anh chị có một cái lợi thế về vị thế tốt. Đấy, thì nói chung là thị trường là nó là như vậy. Đối với các cổ phiếu thì các anh chị thấy là đây là cái danh sách Excel mà mình sẽ chạy ra hàng ngày và mình sẽ gửi vào trong cái group Zalo. Thì các anh chị có thể vào group Zalo để các anh chị cái download cái file này. Cái file này trước đây mình update lên trên website và trên Google Drive. Nhưng mà cái việc upload các thứ nó rất là phức tạp, lại còn phải chuyển qua cắt ngắn cái đường link đi, nó rất là nhạt. Mình sẽ gửi vào đấy, thì các anh chị có nhu cầu thì các anh chị vào cái đường link hoặc là các anh chị có thể quét cái mã vạch này để các anh chị vào cái group Zalo để lấy cái file đó. Thì các anh chị thấy là hôm nay mình có mở thêm hai cái cột nữa là cột E, cột F này, tức là có cái khối lượng, có cái khối lượng giao dịch trong phiên. Đây là khối lượng chia cho 1.000 anh chị nhé, khối lượng chia cho 1.000. Ví dụ như VNIndex hôm nay là 641 triệu cổ phiếu này, VN30 là 212 triệu này. Ngoài ra là có một cái cột là so sánh cái khối lượng giao dịch của phiên so với cái khối lượng lưu hành của cổ phiếu. Ví dụ các anh chị thấy cái tỷ trọng nó lớn đó, là thấy rằng là cổ phiếu nó đang có cái sự sang tay rất là mạnh giữa các nhà đầu tư. Đấy. Ví dụ các anh chị nhìn thấy, ví dụ nhé, ví dụ đây nó sẽ có từ 0,1% cho đến 9,6%. Mình sẽ lấy thử các cổ phiếu trên 2% để các anh chị xem nhé. Ví dụ nhìn đây thì các anh chị có thấy này, ví dụ đối với cổ phiếu Thế giới di động này, tức là hôm nay nó giao dịch là 864.000 này. Hôm nay giao dịch 864.000, đúng không? Để mình xem lại cho anh chị nhé. Đúng không? 864.000 cổ phiếu. Và nó chiếm cái tỷ lệ là 7,9% so với số lượng cổ phiếu lưu hành. Rất là lớn đấy. Thì những cái cổ phiếu mà anh chị thấy cái tỷ trọng lớn này thì là thể hiện dòng tiền nó đang có sự sang tay giữa các nhà đầu tư rất là mạnh. Thì qua đó chúng ta có thể hiểu là dòng tiền là nó đang được chuyển. Chúng ta sẽ phải dùng các cái kỹ thuật khác để đánh giá xem mà nó sẽ từ nhà đầu tư lớn qua nhà đầu tư nhỏ, tức cái weak hand qua strong hand hay từ strong hand qua weak hand thì chúng ta sẽ đánh giá. Nhưng mà đây cũng là một cái tiêu chí có thể đánh giá cái dòng tiền là nó cũng đang là mạnh. Chúng ta không nói là dòng tiền nó đang vào hay ra, nhưng sẽ thấy dòng tiền mạnh thì cần trở tham khảo. Đấy. Về các cái điểm số thị trường hôm nay thì giảm 0,2% đến 0,3%. Tuy nhiên là đối với các cổ phiếu thì các anh chị thấy là hôm nay các cổ phiếu nào vẫn tăng điểm. Đấy, thì mình lấy các cổ phiếu tăng 1,5% trở lên thì anh chị thấy là vẫn bất động sản hôm nay vẫn tăng này, tăng mạnh. Chứng khoán hôm nay vẫn tăng mạnh. Một số cổ phiếu về xây dựng, thủy sản là tăng. Đấy. Những cổ phiếu nào mà giảm trừ trên 3% đi. Đấy, hôm nay số lượng cổ phiếu giảm không nhiều đâu, rất là ít thôi. Tại sao nãy mình nói là các cái ngành trừ 2%. Hôm nay điểm số giảm nhưng mà số lượng cổ phiếu ở các cái ngành quan trọng giảm rất là ít, chủ yếu chỉ có một vài cổ phiếu đầu cơ bao cung bất động sản thôi, AGG này, PR là cổ phiếu bao cung, một vài cổ phiếu về chạy nước rút vừa qua như HAH, DPM đây. Nói chung thị trường rất là ok, chị nhé, nhìn đây thì thấy rất là ok. Đấy, số lượng cổ phiếu bùng nổ anh chị có thể thấy nhé. Cái này mình làm cái phễu nó hơi lỏng một chút thì thực tế có thể sẽ yêu cầu khắt khe hơn. Như nhìn đây các anh chị thấy số lượng cổ phiếu bùng nổ hôm nay có khoảng 30 mấy cổ phiếu cơ, rất là nhiều. Đấy. Trong khi đó cái số lượng cổ phiếu kiệt vôn nhé, số lượng cổ phiếu kiệt vôn ở đây này, tức là người ta đang hạn chế giao dịch đi, cũng chiếm khoảng hơn 42 cổ phiếu. Như vậy thị trường rất là an toàn anh chị nhé, mặc dù điểm giảm nhưng số lượng cổ phiếu bùng nổ vẫn rất là nhiều và số lượng cổ phiếu kiệt vôn cũng rất là nhiều. Đấy. Anh chị xem các cổ phiếu mạnh nhất cũng rất là nhiều. Đấy. Cũng hơn 100 cổ phiếu, như vậy thị trường rất là an toàn anh chị nhé. Đấy, thì các anh chị có thể tham khảo các cái cột tăng giá của ngày hôm nay so với cái ngày mà chúng ta xác nhận quay lại thị trường là ngày 30 tháng 7 này, hoặc là so với cái nền. Thì cái cột này là cốt nó mang chất tương đối một chút, nó không chính xác lắm bởi vì nó cũng đúng khoảng 90% đấy. Đấy. Anh chị có thể tham khảo. Ngoài ra các cái trung bình ngành. Đấy thì mình sẽ đi vào để phân tích các cái cổ phiếu theo các cái dòng cổ phiếu, thì qua đó thì các anh chị có những cái danh mục các cổ phiếu trong danh mục của mình mà một số những cổ phiếu các anh chị quan tâm thì sẽ có cái lời giải đáp cho các cổ phiếu của mình anh chị nhé. Cái này hôm nay mình sẽ đi theo thứ tự theo các cái nhóm ngành. Đấy, thì đầu tiên là đối với cái nhóm bán lẻ tổng hợp thì mình vẫn hay đánh giá, thì các anh chị thấy là PET này thì là hai phiên bán ra, thì hôm nay nó là một phiên test cung nhé, bản chất nó là một phiên rũ nhưng mà hết cung nó lại kéo lên, cơ bản thì nó vẫn đang xu hướng lên, cũng vẫn không vấn đề gì anh chị nhé. FRT này bán ra khối lượng thấp thì vẫn một xu hướng lên, nắm giữ ok nhé. DGW thì cũng kiệt khối lượng rồi, cổ phiếu này đang ở nền 2 anh chị nhé. Đây là giai đoạn tích lũy rất là dài, từ tháng 3 đến tháng 8, 5 tháng. Thì với một cái nền tích lũy như thế này chúng ta thấy được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 phiên rồi, 7-8 phiên rồi, cả chỗ này nữa thì cơ bản nó vẫn chạy thôi, vẫn xu hướng lên. Các anh chị nắm giữ vẫn ok nhé. Thế giới di động nhé, hôm nay là bán ra này, rút trở lên, này là một phiên test cung nhé, cũng vẫn ok anh chị nhé, vẫn là đẹp nhé. Những dòng bán lẻ này vẫn đẹp. Bất động sản thì fit thì đang vẫn là lên nha anh chị nhé, cứ nắm giữ được, nó đang là cổ phiếu mạnh nhất đấy. Đấy. Đích đúng không, hôm qua có phân tích với anh chị rồi, mình bảo khi mà hai cái phiên như thế này này, hai cái phiên bán này thì nó sẽ hình thành là một cái gọi là một cái SOW, tức là một size of week, thì có thể là nó sẽ phải hoạt động thêm ở trong cái vùng tích lũy này. đó. Tuy nhiên là nó vẫn, mặc dù hôm qua bán ra như vậy nhưng mà nó vẫn chưa thủng MA10 hai phiên này, thì như vậy thì hôm nay nó là một cái tín hiệu ok anh chị nhé, nó lại trở về bình thường rồi, nó vẫn xu hướng lên. Nhá, nó vẫn xu hướng lên, mình sẽ xóa cái này đi, xu hướng lên bình thường. IDG này cũng vậy nhé, vẫn xu hướng lên. Các anh chị thấy là các cái mũi tên này là mình vẽ từ các cái phiên trước đấy. Đấy, tương tự cái này thế này. Nay các cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, xin lỗi, bất động sản này cũng bùng nổ khá nhiều, nay khối lượng lại mua lại khá là mạnh này. Đấy, vẫn xu thế lên nhá, TDC nhá, không, vẫn xu thế lên. NDN cũng thế nhá, các cổ phiếu bất động sản các anh chị đều có thể giữ được hết. Các cổ phiếu bất động sản này vừa qua thì nó cũng chưa tăng nhiều đâu, nó chưa tăng nhiều, thì bây giờ sau khi những cái dịp điều chỉnh giảm khối lượng thì bây giờ nó lại quay trở lại với đường đua thôi, nó vẫn chạy bình thường anh chị nhé. Tích này thế này, tích thì nền 1 nền 2 này, hôm nay nó kéo hơi sớm, sáng nay là kéo ảo nhé anh chị nhé, sáng nay kéo lên nhưng mà lực cầu không vào được, do vậy là nó vẫn là trong cái nền này, như về cơ bản nó vẫn một xu thế lên. Nhà Từ Liêm cũng vậy nhé, nó yếu hơn cái mã đích, DG nó khỏe hơn nhưng mà cơ bản nó vẫn ok thôi, không vấn đề gì anh chị nhé. IGC này vẫn xu thế lên nhé, mình vẽ cái vùng này là khi mà lên đây nó gặp cái vùng kháng cự thì có thể nó sẽ phải tích lũy thêm rồi nó mới chạy. D2D này vẫn xu thế lên nhé, HDG này cũng xu thế lên nhé. HDC các anh chị thấy bán ra khối lượng thấp như này thì nó cũng sắp chạy nhé, sắp chạy. SCR này nhé, bán ra khối lượng thấp này xuống kéo lên trên MA10, nói chung là vẫn lên được anh chị nhé. Tất nhiên mấy cổ phiếu này nó yếu thì không ưu tiên, mình mỗi một cái nhóm ngành thực ra mình sẽ ưu tiên khoảng mấy cổ phiếu trên đầu này, khoảng 5-6 cổ phiếu thôi. HDC ok này, SCR, Long Hậu này vẫn ok anh chị nhé, vẫn một cái xu hướng lên nhé. SGS này vẫn xu hướng lên nhé. Các anh chị thấy những cái mũi tên mình vẽ từ rất lâu rồi, bởi vì nó vẫn xu thế lên. Tất nhiên là nó lên rồi nó chậm. KDH của Kiệt Vô được anh chị nhé, đây là một cái nền tích lũy mới của nó này, đây là một phiên bán ra này, khối lượng cao cho 10, gần 10 triệu này, đúng không ạ? Đấy, các anh chị thấy là phiên, đây là phiên test này, đây là phiên test lại cái phiên này này và test cả MA10 nhưng mà khối lượng rất thấp, thì đây nó kéo lại, ngày mai cái kia nó sẽ bùng nổ thôi, không vấn đề gì, vẫn lên. ASM này thì là cổ phiếu nó yếu, mình không xem nhiều nhưng mà dòng tiền nó cũng vào đấy, rất là mạnh ở đây này, dòng tiền vào tí là nó cái gia tốc dòng tiền vào rất là mạnh ở đây. Ở đây các anh chị nhìn thấy nhé, nó chiếm là 1,6%. Cái share out này là số lượng cổ phiếu ấy đấy, số lượng cổ phiếu lưu hành. Đây là volume của ngày hôm nay. Với cổ phiếu DRH này nó cũng vẫn lên được này. Tất nhiên nó yếu hơn, mình không ưu tiên. Có nhiều bạn hỏi cái cổ phiếu DXG có lên được không? DXG thì nó đang hình thành một cái xu thế ở đây anh chị nhé. DXG đang hình thành một xu thế ở đây. Nhưng mà thông thường chúng ta sẽ ưu tiên đánh các cổ phiếu ở phía kênh trên này này, thì nó sẽ mạnh hơn. Chứ đánh ở đây thì nó có rất nhiều vùng kháng cự ở phía trên này, nó sẽ hiệu quả nó sẽ không cao. Đấy, còn Vinhome đúng không? Vinhome thì hôm qua thì các anh chị thấy là 3 phiên bản chất đây thì gọi là bán ra mạnh, đúng không? Bán ra hay là mua vào mạnh thì ở đây thì chúng ta phải chờ những cái phiên sau này mới biết. Tuy nhiên là các anh chị thấy là sau khi nó rũ 3 phiên như thế này này, hôm nay có cái lực, hôm qua có lực cầu vào, hôm nay có lực cầu vào kéo lên một chút, tuy nhiên là hôm nay thủng MA20. Đấy thì các anh chị thấy là mình có vẽ nới lại cái vùng tắc nghẽn của nó, mình vẽ đây, thì như vậy thì khi mà nó như thế này thì nó sẽ phải trở lại cái vùng tắc nghẽn này, thì nó sẽ phải có những cái hoạt động gọi là consolidate ở đây. Nếu mà nó consolidate được thì nó sẽ hình thành, chúng ta sẽ nhìn thấy được cái ranh giới giữa pha B và pha C nhé, thì khi đó thì mới là đi lên. Còn nếu chúng ta không tìm thấy được ranh giới và pha B và pha C ở đây thì đây sẽ chính là ranh giới của pha B và pha C nhé. Nếu đây là tích lũy thì chúng ta sẽ tìm thấy pha C ở đây và nó đi lên. Còn nếu đây là phân phối thì đây chính là pha C của nó này các anh chị này. Sau khi nó kéo lên thì đây là một uptrend bán ra này. Đấy thì nó sẽ là rủi ro Nói tóm lại là với cổ phiếu này chúng ta không nên nắm giữ nữa khi nó thủng MA20. Ví dụ hôm qua nó là một cái phiên check out thủng MA20 thì hôm nay nó phải kéo lại được, mà hôm nay nó không kéo lại được thì chúng ta không chấp nhận. Hai phiên thủng MA10 và hai phiên thủng MA20 chúng ta không thể chấp nhận được các cổ phiếu này, bởi vì nó rất mất thời gian. Mình không nói là nó sẽ rơi xuống phía dưới này, nhưng mà nó sẽ mất thời gian, chúng ta ưu tiên cổ phiếu khác anh chị nhé. Đấy, PR này, bo cung này cũng rơi này, bán ra này cũng chưa vấn đề gì, nó vẫn bán ra ở cái vùng nền của nó thôi, thì có thể nó là hoạt động rũ bỏ anh chị nhé, bởi vì sau đây nó không kéo được thì đây sẽ là rũ bỏ. Cũng chưa cổ phiếu này thì chúng ta cơ bản cũng chưa mua vào, cho nên là chúng ta cũng chưa quan tâm, nhưng mà như thế này thì nó cũng là trung lập thôi. Nam Long về nhá. Nam Long thì hôm qua mình bảo là nếu hôm qua là một check out thì hôm nay nó phải kéo lên, tuy nhiên hôm nay tiếp tục nó rút tiếp thì đây cũng là một cái tín hiệu là yếu anh chị nhé. SW nhé anh chị, nó là một tín hiệu yếu, tạm thời chúng ta cũng nên chia tay nó, không tính sao. Đấy, họ nhà Vin giờ này rơi rất là mạnh, cái cổ phiếu này bỏ qua đi. Mấy cổ phiếu về phần cứng phần mềm nhé anh chị đã thấy sau khi vượt qua nền này thì nó cũng rơi quay lại nền này. Đấy, nó rơi quay lại như thế này thì nó cũng đang test lại vùng này thôi. Hôm nay cũng có rút chân lên, đóng phía trên thì cũng chưa vấn đề gì anh chị nhé, vẫn là có xu thế. Đấy, CMG thế nhá, nó đang hoạt động ở trong cái nền này cũng chưa vấn đề gì, kiệt khối lượng này nó vẫn chạy được lên được nhá, không vấn đề gì. SGT các anh chị thấy sau khi nó kiệt vôn như này thì nó mua lại thôi, bình thường. FPT cũng thế nhá, FPT đây là vùng tích lũy của nó, các anh chị thấy cái phiên này các anh chị hoảng sợ đúng không, các anh chị bảo là ai đó bán, nhà đầu tư nào lớn bán ra, thực ra thì nó là hoạt động sang tay thôi, cũng không vấn đề gì cả. Sau đó nó kéo lên ngay này, sau này kiệt vôn rồi cũng chẳng vấn đề gì, có thể bởi vì là thông thường nếu mà chúng ta phân tích kỹ thuật theo kiểu truyền thống á, thì khi thủng MA10 thì nó sẽ bán ra rất là mạnh, thì sau đó nhiều người ta sợ hãi người ta bán, sau đấy hết bán thì nó bình thường, không vấn đề gì các anh chị nhé, vẫn là một cái xu thế lên. Đấy, với các cổ phiếu bảo hiểm thì các anh chị thấy vẫn xu thế lên nhé, Big cũng thế này. Đấy, Mic cũng thế này, vẫn xu thế lên nhé, mình vẽ mũi tên này rất lâu rồi. Các anh chị thấy phân tích nó đơn giản không? Không cần phải là các cái đường loằng ngoằng đây, chúng ta chỉ nhìn theo các cái nguyên lý cung cầu của VSA thôi là chúng ta nhìn ra được cái xu thế của các cổ phiếu và nhìn thấy rằng nó đang tiếp tục củng cố cái xu thế đấy hay nó có các cái tín hiệu đảo chiều thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể nhìn thấy. BMI này vẫn xu thế lên anh chị nhé, chẳng vấn đề gì. VVH này thì nó đang xu thế xuống yếu thôi, bỏ qua. Còn chứng khoán nhé, chứng khoán thì TPB thì các anh chị thấy là đầu tiên là FTS là chạy trước, sau TPB này chạy lên rất là mạnh. Đấy, thì đối với cái này thì chúng ta cũng đoán là nó có những cái tạo nền, nhưng mà nó tạo nền rất là ngắn và nó tiếp tục nó chạy tiếp, giống như kiểu nó chạy phát ra, nhưng mà nó sức nó rất khỏe, thông thường người ta phải nghỉ ngơi thì nó nghỉ rất là nhanh và nó chạy luôn. Đấy, FTS này thế này, hôm nay có một chút nghỉ ngơi thôi nhưng mà nó cũng vẫn xu thế lên rất là mạnh. APG cũng thế anh chị nhé, VMS thế nhé, vẫn xu thế lên. Nói chung là dòng chứng khoán là cái dòng mà sẽ cho lợi nhuận là thuộc hệ tốt đấy. Trước đây nếu các anh chị mà đánh ba cái dòng á, là cái dòng dịch vụ vận tải và cái dòng hóa chất đạm điếc, thì các anh chị có thể có những cái lợi nhuận vài chục %, hoặc là bất động sản thì cũng kiếm được. Tuy nhiên là cái dòng chứng khoán này cũng cho một cái lợi nhuận rất là cao đấy anh chị nhé, bởi vì các anh chị nhìn các cổ phiếu này nó tăng rất mạnh nhưng mà khối lượng nó rất là mạnh như này. Ví dụ như cổ phiếu này nhé, phiên ngày hôm nay là nó so với những cái đợt trước là nó thấp, rất là thấp thôi, chỉ có mưa 20 mấy nghìn nó bay lên mấy trăm nghìn, nó tăng rất mạnh. BSD cũng thế nhá, một xu lên, các cổ phiếu chứng khoán đều rất là ổn anh chị nhá. Hôm trước mình có nói rồi, nhiều anh chị hỏi là những cái cổ phiếu chứng khoán đấy này thì T3 thì chốt lời phải không, mình bảo những cái dòng này không cần phải chốt lời, bởi vì nó là những cái dòng trụ, các anh chị phải dũng cảm, các anh chị cứ dũng cảm, hãy để cho lợi nhuận nó gia tăng. Hôm trước mình có một cái video nói về cái đấy đấy, nói về dòng chứng khoán á, các anh chị có thể xem lại cái phân tích mấy cổ phiếu chứng khoán á. Hãy để cho lợi nhuận gia tăng, và nếu có thì các anh chị có thể thanh lý hoặc chốt lời ở những cái vùng cận dưới của nền. Tuy nhiên là những cái cổ phiếu này nó thoát khỏi nền rồi thì các anh chị cứ căn cứ là nếu thủng MA10 thì chúng ta bán, còn nếu trên MA10 các anh chị cứ giữ, bởi vì khi cổ phiếu nó rơi vào trạng thái runner rồi, running rồi thì nó rất là khỏe. Nhưng nếu thủng MA10 thì không có nghĩa là nó yếu, nhưng mà có nghĩa là nó cần phải hít thở và nó cần phải tích lũy, thì chúng ta lúc đấy xem xét. Còn đâu thì các anh chị cứ ok đi, dòng chứng khoán rất là mạnh nhá, tất cả đều rất là mạnh hết, nắm giữ ra dòng chứng khoán thì rất ổn, HCM rất là ok nhá, VND cũng thế nhá, không vấn đề gì. Các anh chị thấy hai phiên này khối lượng lớn đúng không, nhưng mà chẳng vấn đề gì đâu, nó vẫn lên rất là tốt anh chị nhé. Dịch vụ bất động sản này, CKG này vẫn xu thế lên này, CRE cũng thế này. Hôm trước mình có bảo với anh chị là khi mà nó kiệt vôn rồi thì nó sẽ chạy được. Đây là bán ra kiệt vôn này. Đây là một phiên test cung này, cái ngày 16 tháng 8 là một phiên test cung, nó rũ xuống nhưng không có, nó lại kéo lên. Đấy, sau đấy nó chạy lại bình thường. Đấy thì cái chiến lược mà mình nói là mua cổ phiếu kiệt khối lượng là gì? Nó chính là những cái điểm mua như này anh chị này. Đấy. Khi mà cổ phiếu kiệt ở đây, nếu chúng ta mua sớm thì có thể nó sẽ tiếp tục rơi và nó kiệt tiếp, nhưng chúng ta mua ở những cái phiên test cung này nó sẽ là đẹp anh chị nhé. Thì đó là điểm mua cổ phiếu test cung. Đấy, VPI này thì là VPI này thì nó đang xu thế lên nha, như này thì nó vẫn lên, nhưng mà chúng ta không ưu tiên bởi vì là nó là một dạng bó cung. Đấy. Còn này bó cung nhiều lắm. Còn vận tải này thì mình cũng trao đổi rồi, bởi vì nó hoạt động đang rất là loạn xạ ở trên ngọn cây này, chúng ta không nên giao dịch. Tất nhiên là chúng ta không chê nó anh chị nhé, không chê nó. Ví dụ như là GMD này, các anh chị thấy nó bắt đầu khi mà nó lên này, cổ phiếu GMD này nó mới chạy được một nhịp rất ngắn thôi, chạy một nhịp rất ngắn thì nó tích lũy lại cái nền này. Các anh chị thấy khối lượng nó kiệt rồi này, thì nó có về mặt khi nó kiệt rồi nó thì được hiểu đây là tích lũy thêm, nó hoàn toàn có thể chạy được. Nhưng mà bây giờ có nhiều dòng ngon hơn, các anh chị có thể xem chứng khoán ngân hàng là đang ngon hơn, không nên ưu tiên cái dòng này nhé. Đấy, kiệt vôn này thì nó vẫn có thể tích lũy lại, SGP kiệt vôn này, nhưng mà biết bao giờ nó chạy đúng không ạ, cho nên không ưu tiên. Hóa chất chuyên dụng lại thế này. Đấy, nó đang lung lay đung đưa trên ngọn cây này, chúng ta không ưu tiên. Còn nay mai nó tích lũy lại thì chúng ta có thể xem xét tiếp. Còn đối với cái dòng hóa chất cơ bản thì vẫn chạy tốt nhé, PLC này ok này, VNP này cũng ok này, CSV này ok này, các anh chị thấy không? Rất là đẹp luôn. Cổ phiếu này không phải hôm nay mình mới thấy đúng không? Mình chia sẻ với các anh chị từ những cái phiên ngày này rồi. Cái điểm mua bùng nổ của nó là cái ngày mùng 2 tháng 8, đã chia sẻ với anh chị từ ngày đấy rồi. Chúng ta phân tích chứng khoán theo cách rất là đơn giản, rất là hiệu quả và rất là dễ đo lường. Các anh chị có thể xem lại các clip trước, các cái nhận định về xu thế của cổ phiếu. Các anh chị hoàn toàn có thể đo lường được cái chất lượng thông tin cũng như cái cách tiếp cận vấn đề, nó rất đơn giản dễ hiểu cho mọi người. Đấy, các anh chị thấy dòng ngân hàng cũng rất là đẹp nhé. Mình chia sẻ cho anh chị, ngân hàng thì có một số cổ phiếu chạy trước rồi, ví dụ như NVB này, nó đang ở qua nền này lên nền trên rồi. Đấy, hôm nay có cái sự rũ nhẹ, tại vì mãi nó không lên được thì nó rũ nhẹ một chút chứ không sao, nó vẫn rũ thứ lên. EVF phải dạng bo cung rồi, nhưng mà khối lượng nó kiệt này. MBB các anh chị thấy này, khối lượng lên này, bán ra thấp này, cầu chưa vào, chưa lên thôi, chả vấn đề gì, nó vẫn xu thế lên rất đẹp. TPB cũng thế anh chị nha, nó cũng đều xu thế lên này. Hôm nay nó kiệt vôn rồi này, rất là đẹp anh chị nhé. SHB này thế này cũng rất là đẹp, HDB này thế đẹp này. Hôm trước mình có phân tích mấy cổ phiếu ngân hàng, các anh chị có thể xem lại cái clip về phân tích riêng mấy cổ phiếu ngân hàng thôi. Chung là đều các cổ phiếu ngân hàng đều rất là đẹp anh chị nhé, rất đẹp. MSB cũng thế này, bùng nổ rõ nét này, bán ra kiệt khối lượng này. Các cổ phiếu ngân hàng này rất đẹp. Liên Việt này ok này, ABB này ok này, cũng kiệt vôn này. Khi mình nhìn thấy các cái cấu trúc của các cái cổ phiếu ngân hàng này nó chặt chẽ hơn, cái xu thế xu hướng nó rõ nét thì mình đã nhìn thấy được cái dòng ngân hàng là cái dòng nó chạy từ cái đây khoảng 2-3 tuần rồi các anh chị nhé, cũng có chia sẻ với anh chị đấy. Techcombank thế này, mua lại này, hôm nay bán ra khối lượng thấp này, mai kia nó mua lại nó lên, nó chả vấn đề gì, vẫn đẹp các anh chị nhé. Nói chung những cổ phiếu đều rất đẹp. Vietcombank này thì nó thì không tính nhá, Vietcombank này nó rơi rất là sâu này và hiện nay nó đang đi ngang thôi, bán ra khối lượng gia tăng. Của Vietcombank này thì chưa chơi được. Đấy. BBB này ok này, CTG này, khối lượng cũng kiệt dần này, nhưng nó tích lũy ở phía đáy thì những cổ phiếu như này thì cũng không đẹp anh chị nhé. CTG thì giờ này không đẹp. STB này thì ok hơn nhé, kiệt khối lượng này, kéo lên này, test vẫn có khối lượng này, test lại hết khối lượng này, lên đó chả vấn đề gì. Đấy, các cổ phiếu nông sản, nông thủy sản các chị thấy là có VSC này lên này, xu thế lên này, MPC này xu thế lên này. Đấy. NF này xu thế lên này. Một số cổ phiếu về dầu khí, khí đốt các anh chị thấy là có ví dụ mình sẽ đi vào dầu khí cho anh chị xem nhé. Chắc là sẽ làm một cái phân tích riêng về nhóm dầu khí cho các anh chị. Thì các anh chị thấy là dầu khí và khí đốt thì các anh chị thấy oil này, khi mà rũ kiệt vôn này, kéo lên này, bán ra này, bán hết lực bán rồi thì đây là một test cung nhé, mua lại bình thường biết là thế nhé. Các anh chị thấy là bán ra này nhưng mà rút chân lên này, hết lực cung nhé, hết cung vẫn chạy bình thường đẹp. Nói chung PVS này thế nhé, tất nhiên nó sẽ có cái vùng kháng cự phía trên nhưng các anh chị thấy đều đây đều nó rất là chặt chẽ và ok. PVD thế nhé, nói chung dầu khí này cũng cơ hội rất tốt đấy, chạy sắp tới nhé. Một số dòng khác thì các anh chị thấy ví dụ như dòng TNG thì vẫn ok nhé, PGT này thế nhé. ADMSH này thì mình thấy anh chị có thể xem lại, mình chia sẻ rất lâu rồi, cứ chạy thôi, cứ thế đi lên thôi, chả vấn đề, chả phải vội chốt lời gì anh chị nhé. Hôm nay có một số nhà đầu tư chốt lời này có tăng khối lượng nhưng mà chưa vấn đề gì. Thực phẩm này có gì nhỉ, AAV thì hôm nay là một uptrend khối lượng lớn nhé, cổ phiếu này là rủi ro ngắn hạn. Còn FMC thì vẫn ok nhé anh chị, vẫn lên. BNA này cũng lên nhé. Gil thì nó đang hình thành một cái xu thế ở đây rồi. Cái gì đây? Các anh chị thấy khối lượng nó đang giảm dần này, những cái phiên mua vào khối lượng này, thì nó sẽ chạy thôi. Các anh chị nó tích lũy lại ở đây nó sẽ chạy. Đấy, QNS này thì cũng vẫn lên này. Đấy. Thép thì sao? Thép có VGS này thì nó cứ chạy thôi, thì không có điểm mua, không có điểm mua anh chị nhé, nó vẫn lên, không có điểm mua. NKG này thì lên nhé, cái điểm mua bùng nổ là của ngày hôm qua. Nhưng dòng thép này thì mình không thích bằng, kể cả dòng dầu khí mình vẫn còn ấy hơn, bởi vì mình thấy cấu trúc nó chặt chẽ hơn. Các chị dòng thép này kể bán ra vẫn khối lượng cao, mua vào vẫn khối lượng cao, nó không sắc nét. TLH này còn đang xu thế lên này, HMC này xu thế lên này, nó cứ đi ngang sideways cả phần trên và sideways cả phần khối lượng, tự nhiên nó bùng nổ phát, nay kéo lên này, uptrend. HMC này thì xu thế lên này, Sen thì hôm qua kéo vào khối lượng này, hôm nay mua lại ít này. Đồng thép này vẫn chờ, Hòa Phát thế nhé, vẫn chờ thêm. Hòa Phát hôm nay là một phiên test đấy, test khối lượng thấp và giá không giảm mấy. Nó đây là một cái tín hiệu ấy đấy anh chị nhá, đây là một cái tín hiệu SOS nhé. Đấy, nó là tín hiệu SOS. Đấy, về các cái cổ phiếu khác, mấy cổ phiếu thiết bị này thì mình PVS này thì ấy rồi, mình chia sẻ rồi, liên quan đến dầu khí. Đấy, cái dòng thiết bị vật liệu xây dựng thì các anh chị thấy là có PCC này lên được này, vẫn lên bình thường. HT1 cũng lên bình thường anh chị nhé. GMK này vẫn lên nhé. Vận tải biển nhé, các anh chị thấy vận tải biển này bắt đầu rơi rồi, vận tải biển sau khi chạy rất mạnh, VOS chạy rất mạnh bắt đầu rơi rồi. PVT này chạy rất mạnh nhé, nay thì cổ phiếu này vẫn lên được. Cái này vẫn lên được này, PVT này, PVP này lên được này. Đối với xe lắp nhé thì các anh chị thấy có mấy cổ phiếu chạy rất kinh này, TGG, C47 này chạy kinh này, LCG này lên này, chạy từ vùng dưới vùng lên luôn. Và PC1 này nhé, PC1 thì các anh chị theo dõi cổ phiếu này nhé, nếu nó có động tích lũy ở đây thì chúng ta có thể đánh một, bởi vì nó tích lũy rất là lâu, tích lũy cho các anh chị từ tháng 3 đến bây giờ tháng 8, 5 tháng thì cổ phiếu này tích lũy như này có thể tăng được khoảng 23%. Ok, thì các anh chị mà muốn mình phân tích chi tiết hơn về các cổ phiếu nào thì các anh chị có thể là đặt các cái comment, thì mình sẽ giải đáp cũng như làm các cái video để chia sẻ. Còn nói với các cái cổ phiếu kiệt khối lượng ngày hôm nay thì các anh chị có thể theo dõi trong cái danh sách này. Đấy, trong này thì mình đang để nó chỗ này. đấy, lọc theo từng đấy. Thì các anh chị thấy rất nhiều cổ phiếu hôm nay mà kiệt vôn nhé. Đấy. Đấy, nhưng mà lẻ tổng hợp là kiệt vôn này, những cổ phiếu này tiếp tục chạy được này, HDG này, HTC này, SGS này, kiệt vôn này, cổ phiếu như này rất ổn này, FPT này, kiệt vôn này chạy này đấy. Thì đây những cổ phiếu các anh chị có thể đánh ấy được, đánh an toàn được, tham gia an toàn. Ngân hàng đấy nhá, ngân hàng HDB này, ABB này, rất là nhiều, ACB này, kiệt khối lượng này cũng chạy được này, NVB này đấy, rất là nhiều. Khí đốt này, kiệt vôn này, gas này các anh chị này đấy. Thì các chị có thể xem ở đây nha anh chị nhé. Ok, thì mình hy vọng là với các cái thông tin đánh giá thị trường cổ phiếu như này sẽ giúp ích cho phần nào trong cái hoạt động đầu tư của các anh chị. Thì các anh chị thấy video hữu ích thì vui lòng chia sẻ cho những người khác. Cảm ơn các anh chị, chúc các anh chị buổi tối vui vẻ. Các anh chị đừng quên subscribe kênh cũng như là nhấn nút của chuông để nhận các cái thông tin mới nhất từ kênh. Cảm ơn các anh chị.